Hello mọi người, hôm nay là tối của Valentine Day nè mọi người. Bây giờ thì Mai đang chuẩn bị đi ăn tối chung với ông xã nha. Thì ông xã có đặt chỗ một cái nhà hàng. Hôm nay chắc Mai sẽ đi ăn nhà hàng Mỹ với mọi người. Tại vì nhà hàng Mỹ thì nó mới đẹp ha. Chứ còn nhà hàng Việt Nam thì sẽ không có đẹp. Một buổi tối đặc biệt thì mình phải ăn một cái nhà hàng nhìn lịch sự sang trọng một chút xíu ha. Hôm nay thì cũng hơi điệu một chút xíu. Mặc dù là trời ngoài trời rất là lạnh, nhưng mà vì nó là Valentine Day nên Mai cũng vẫn quyết định là sẽ mặc váy mọi người, trang điểm một chút xíu. Mặc cái áo thật là dày vô, hy vọng là sẽ đủ ấm mọi người ha. Hôm nay trời rất là lạnh, Mai cũng lười đi ra ngoài lắm. Nhưng mà hôm nay lại là lễ Valentine nên thôi cũng ráng lên đồ đi ăn để cho ông xã vui. Good. Yeah, we need a bit cold because outside really cold, honey. Yeah. Bye, Mark. Bây giờ Mai đã tới nhà hàng rồi nè mọi người. Wow, nhà hàng này là nhà hàng Casey Fram. Thì Mai với ông xã cũng hay ăn ở đây lắm. Bởi vì cũng gần nhà mà đồ ăn cũng được. Mai là đi ăn lễ Valentine nha, đặc biệt nhưng mà cũng rất là bình thường. Thank you. Những người Mỹ có trình độ thì họ rất là lịch sự. Anh khách này anh đến trước vợ chồng Mai. Nhưng theo văn hóa của họ là khi anh thấy phụ nữ thì anh mở cửa và nhường cho phụ nữ đi vào trước. Do đó khi vào tới đây thì chồng của Mai nói với cô tiếp tân là anh khách này anh đến trước. Ở những nơi công cộng ở Mỹ dù có đông đúc nhưng mà họ lúc nào cũng xếp hàng trật tự, ít có cảnh chen lấn xô đẩy. Những nhà hàng sang trọng của người Mỹ thì thường theo phong cách cổ điển, họ yêu thích ánh sáng mờ mờ tối tối và rất là nhiều gỗ. Thank you. Hôm nay có cái bàn dễ thương quá các bạn. Mình thích bàn hai người như vậy nè. Cái thực đơn này chắc mọi người cũng thấy nhiều rồi ha. Mai cũng đã tới đây nhiều lần rồi thì Mai cũng đã quay cho mọi người xem rồi. Để coi được coi hôm nay Mai sẽ ăn cái gì ha. YouTube. Hi, how are you? Wow. There's some trash in here. Is that like a camera? What do you call this? She's the most famous Vietnamese YouTuber in all of Bucks County. I love it. Okay. How you doing? I'm fine. Happy Valentine's Day. Thank you. How are you too? My name is Al. I like Shallow or Linda Holbrook. I got it. I'm taking care of you. All right. The reason I say this is because every single person I say my name is Al to, they say Al. Oh my God! And it's just, you know, take a short break. Anyway, I am. So as always, we have some additions. All right, I'm ready. Additions. Moon Dancer oysters. Never heard of them. Ooh, they are from Maine. Okay. Large in size. I'm lucky you got them out with all the snow they get up there. Oh my God! Okay. Now you can do them as oysters on the half shell traditional. If you like, you can do a wonderful idea that I came up with. It's a nice shareable tower of oysters and clams from on the half shell. Yeah, we do that. It's going to be combined with jumbo shrimp cocktail, jumbo lump crab meat, and snow crab pulse. Yeah, we'll do that. We like that tower better here before. Chồng mình order tảng steak đặc biệt khổng lồ cho bữa tối ngày hôm nay. Những món rau ăn kèm gồm có khoai tây nghiền, bông cải xanh và mang tây. Thì trong đó đặc biệt Mai rất là thích món khoai tây nghiền ở đây. Yeah, he's got a good sense of humor. I like it. Okay. You ordered a lot of food. Uh-huh. Again. Okay. Like usual. Yeah. Hôm nay là đây là bánh mì nè mọi người. And I was really good at lunch today, honey. Bánh mì là món quán đãi nè. Bơ thì trong bơ này họ có bỏ cái hẹ đó mọi người. Cái hẹ mà xanh xanh ha. Món này là món quán đãi. Mà bánh mì đây. Nhưng mà thôi cũng ăn miếng tại đói bụng quá. I didn't eat a lot today. Me too. You did? I didn't eat a lot. Oh my gosh, you okay? I'm gonna die. Oh my God. I'll give you CPR. What is CPR? Mouth to mouth. No, thank you. You know that is? One, two, three. One, two, three. Do one, yourself. Two, three. Do yourself. Eat it.
Delicious. Chồng mấy khùng đấy hả? Ooh. Cái này mày ơi, mày có nước trà đấy. Welcome back. Yeah, thank you. Đây hôm nay có một ly rượu nha. Mày là sẽ uống rượu. Yo. Yo. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Better this year. First one is a married couple. Mhm. Chồng mình nói đây là Valentine năm đầu tiên mà hai đứa. Last year we went out. Okay, đây là cái món tráng miệng của nhà mình nè. Đây là cái tháp hải sản nha. Lần trên cùng là có tôm với lại có cua. Đây là những cái sauce để chấm đó, mọi người mình có thể mix lại. Đây là cái cocktail sauce, mấy cái sauce garlic, radish này nọ ha. Còn tầng dưới là có hàu nè. Oysters, clam, crab meat. Sò. Ooh, main có, oysters. Có cua ha. Clams. Đó. Cái tháp hải sản này nhìn cũng không có được hoành tráng cho lắm ha. Nghĩ là mấy cái nhà hàng kia nó hoành tráng hơn, nhưng mà mình nghĩ ăn vậy là đủ rồi. Cái nhà hàng kia bự quá, ăn không có hết. Thì mình sẽ ăn thử cái tháp hải sản của mình. Ôi già, nó chín như cua mọi người. Thịt cua cũng ngọt. Mỹ thì có cái mọi người biết sao, cái cua này là lúc nào họ cũng sẽ gỡ ra hết cho mình hết á. Vì người Mỹ mà đi nhà hàng không bao giờ mà ngồi mà cắn bóc bóc giống như mình đâu. Họ gỡ sẵn ra hết. Mà cua của Mỹ như cua biển á, nó bị hơi nặng nặng, nó không có được làm. Mình thích cái con ghẹ của mình hơn, ở nhà mình luộc xong mình tự cắn hơn. Ngọt ngọt, ngon. Oh my god, Mia, look. Mm-hmm. It's gigantic. Mm-hmm. It's huge. It's like a meal. Yeah. Tươi mềm, ngon. Biết về có bị tào tháo dí không? What? Maybe he likes to avoid conflict. Uh-huh. You know? Yeah, ăn càng cua. Yeah. You know what that means? He doesn't want to fight. Uh-huh. A lot of people like that. Me too. Sometimes I'm like that too. What? I just fight with you. I don't fight with people. Lucky me. You're special, you know? Really special. Yeah. Alright, eat some of these oysters. No way. Huh? Mm. You want me to eat more oysters? Oh yeah. You have plan later? Oh yeah. You know about that, huh? I know people in Vietnam know about that. Everyone knows, honey. Oh yeah? All the world know about that. Vợ chồng mình vừa ăn vừa bàn chuyện về lớp học Anh văn của cô bạn người Thái. Hôm nay Mai có nói chuyện với Jada thì Jada có vẻ là không có vui, bởi vì Jada không có thích cô giáo trong lớp học tiếng Anh. Cô giáo này có vẻ không được thân thiện đối với Jada. Mai thì thật sự cũng không có thích cái trường cao đẳng cộng đồng Buck County cho lắm. Mai cảm tưởng rằng giáo viên trong lớp học ESL ở Buck County không có muốn làm việc. Họ giống như chỉ muốn lấy tiền thôi, còn họ tìm mọi lý do, ví dụ như tổ chức sinh nhật, rồi tổ chức sinh nhật nửa năm của tất cả các học viên trong lớp, giống như là để lấy thời gian đó để chơi chứ không có muốn dạy học. Vì vậy sau khóa học đầu tiên thì Mai không có đăng ký học nữa, bởi vì Mai cảm thấy rất là phí tiền và phí thời gian của mình. Mai chỉ đăng ký duy nhất một lớp pronunciation để luyện phát âm thôi. Why doesn't John open his mouth? I don't know. You know, really unhappy with her. You know, she feels uncomfortable to go to class. Okay. If you feel like you don't like her, you change the class. Well, does John think it's Jada's fault? I have no idea. Now, Jada, if you ask her, repeat too much. Then I say, no, today I just ask her one time. On the day before. Because they used to learn, you know, like faster. That's ridiculous. How can if I can't, I don't ask you to repeat. I think a teacher's nice. Teacher is not good.
Mỗi con người là một cá tính khác nhau. Đối với John, chồng Jada, khi Jada than phiền về cô giáo thì John cũng không nói gì hết. Tuy nhiên đối với ông xã Mai thì lại khác. Nếu mà Mai gặp bất cứ vấn đề gì trong việc học hành hay bất kể là chuyện gì đi chăng nữa mà không phải là lỗi của Mai thì chắc chắn ông xã Mai sẽ nhảy vào, sẽ tìm mọi cách để giải quyết. Lúc trước khi Mai than phiền là cô giáo không có muốn dạy, chỉ có muốn tổ chức sinh nhật thôi, thì chồng Mai cũng có nói là để anh gọi điện lên văn phòng của trường, anh sẽ hỏi coi tại sao cô giáo lại làm như vậy, và nếu không được thì anh sẽ yêu cầu họ phải hoàn tiền lại cho em. Mai phải cản mãi thì ông xã mới không gọi đó mọi người. Chứ mình cũng thấy hơi xấu hổ, tại vì tâm lý chung của người châu Á là cũng không có muốn rắc rối. Đây cũng là một trong những điểm mà Mai rất thích ở ông xã, là lúc nào cũng bảo vệ vợ con và gia đình. Cũng giống như chuyện làm YouTube cũng vậy. Ông xã Mai là doanh nhân thì cũng rất là ngại khi ra đường, phải ai cũng dòm ngó hết. Mà ngay cả Việt Nam thì mình cũng ngại đúng không mọi người? Tuy nhiên thì khi Mai làm YouTube thì ra đường Mai rất là hay quay, và khi cầm máy quay như vậy thì ai cũng nhìn hết. Điều ngạc nhiên và mắc cười nhất là ông xã Mai bây giờ cũng bơ đi, không cần quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn mình luôn, chỉ cần vợ con vui là được. You didn't save me one? Too late. You bitch. You go with the t-shirt, okay? Chồng mình cứ tận hay ghẹo lắm. Mình mang hết gì rồi lỏng rồi bỏ. Em muốn ăn cái đó. Đây là món steak khổng lồ nè mọi người. Cái miếng này to chà bá lửa luôn nha. Wow. Này là măng tây. Cái này là rau cải nha mọi người. Đây là món Mai thích nhất, đó là món khoai tây nghiền ở đây. Mai rất là nghiền ha, cái món này ngon lắm mọi người. Đây mọi người, bây giờ Mai ăn thử cái món khoai tây nghiền nè. Cái món này rất là ngon, Mai rất là nghiền luôn. Thơm mà béo ngon lắm mọi người. Ăn thử măng tây. Ngon. Cắn cái đứt liền. Đây nè mọi người nhìn cái miếng thịt bò nè, bên trong nó vẫn còn hồng như thế này nè. Bên ngoài thì nó chín nha. Cái này gọi là medium á mọi người. Như bạn ăn thử cái miếng rau nè. Đồ ăn của người Mỹ thì rất ít gia vị, nhiều bơ, phô mai và thịt. Ông xã của Mai thì rất thích ăn steak. Tảng thịt bò nhìn muốn chóng mặt luôn đó mọi người. Mai thì Mai đi ăn vậy thôi, chứ Mai không có thích đồ ăn của Mỹ cho lắm. Nên nhiều khi đi ăn nhà hàng về, order rất là nhiều, ăn không có hết phải mang về. Tuy nhiên Mai thì vẫn đói bụng, bởi vì đó không phải là món yêu thích của Mai, nên Mai không có ăn được nhiều. Tráng miệng của Mai là kem hai cục. Strawberries, blackberries, raspberries. What else? I want to fax you something. What's your number? So it sounds like the answer is yep, you do. Kem này cũng ngon lắm mọi người, không có cái bọt quá. Right. Trời mùa đông còn kem kem nó dễ hơi dễ sợ. Ngon lắm. Nhà mày ăn thích xong rồi, bây giờ tráng miệng cũng còn gì hết ăn. Còn nửa cục kem. Ăn không hết nổi. Chồng ăn là chơi sạch sẽ luôn rồi. Giờ chỉ đợi là tính tiền rồi đi về mọi người. Mày cũng có một cái giỏ to để mang về. Okay, yes. Tổng thiệt hại cho bữa tối ngày hôm nay là 275 đô mọi người. Lạnh lắm mọi người. Mọi người nhìn thấy Mai thở ra khói không? Vẫn còn tuyết nè mọi người. Thôi bây giờ mình lên xe rồi. Tạm biệt mọi người nha. Happy Valentine's Day. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.